Em vừa nghe anh nói là cái cây tùng La Hán đẳng cấp quốc tế. Đâu anh? À, nó đây phải không anh? Làm theo lối đúng với phong cách của Nhật Bản. À, anh thế ở đo chỗ này, chỗ tháp gốc này là 130 nha chú nhé. Đo tháp gốc này là 130 luôn. Ừ, 130. Còn đo chỗ này là 110. Rồi mình cứ lấy 120 thôi. Vâng, tổng hòa là 120. Ừ, tổng hòa là 120. Ơi, anh ơi, trời mưa quá, anh quay cho em cái chú mưa cái. Ok. Đấy. Không thấy mưa luôn anh ạ. Chứng tỏ là cái tá này nó rất là dày. Dày lắm. Đấy. Trời ơi. Cái này là làm theo phong cách quốc tế này, một trong những cái tùng rất đẹp. Đây nhá, cái tay của nó nhá, tôi sẽ lấy cái cổ tay thôi. Cổ tay nó to úng bằng cổ tay tôi luôn. Còn cái body của nó thì hơn 1m8 cơ. Chẳng lẽ tôi đã bắt chước Khoa Pắp đi kéo chân để cho nó cao bằng nó. Đấy, còn tán nó thì anh em thấy không? Tôi vừa mới chui xuống mà không thấy hạt mưa nó rơi vào mặt, mà rõ ràng trời đang mưa. Trời đang sắm xịt luôn. Đấy, tôi sẽ đi một vòng xung quanh đây xem. Cấp luôn. Anh ơi, đi một lúc thì em thấy tò mò về cái giá tiền của cái cây này rồi. Cái này là anh em nào mà có thiện chí thì cứ alo Trần Hiệp nhé. À, sẽ báo giá trong vùng kín. Báo giá trong vùng kín. Cây này tôi nghĩ là đẹp đấy, đáng để chơi đấy. À, cái này có phải là giấy bạc không anh? Rồi, cây để lúc anh em mà nó chuyển thế thì cái này là bóc ra được rồi anh. Bóc ra rồi. Đấy, đây là bo sẹo rồi này. Mà tung La Hán là một dòng rất là khó bo sẹo, mà nó đã bo như này thì chứng tỏ nó rất là lâu năm rồi. Mà vết cắt này cũng lâu rồi. Cái cành mập như này cơ mà. Cái cành rất là to và bề thế. Thật ra với cả cái dòng tung La Hán này ấy, thì anh biết rồi ấy, những cái biệt thự mà càng to ấy thì ở ngoài họ có một cây tung La Hán, một hoặc hai cây, hoặc là hồ cá coi thì họ chơi cái cây thông đằng sau kia. Đấy. Còn ở trước cửa ấy thì trấn giữ là một cái tùng La Hán, nó biểu trưng cho cái sự thịnh vượng này, cái sự trường tồn, cũng như là một cái sự uy nghiêm. Đấy, như bác Trần Hiệp nói là cái sự uy nghiêm, và nó hội tụ đầy đủ các cái yếu tố phong thủy để người mà là đại gia rồi giữ mãi như thế. Lão tùng sinh hổ phách đúng không ạ? Càng già thì lại càng tỏ ra cái trí tuệ nó viên mãn. À đấy. Nó là một cái nghệ thuật sắp đặt. Mà sự sắp đặt thì nó mang tính chất là thuận thiên, làm cho con người hướng tới cái đẹp. Và cái đẹp mà tuyệt vời của thiên nhiên tạo hóa, cộng tác với những đôi bàn tay khéo và những cái trí tuệ sáng tạo của con người phối hợp cùng với nhau. Anh em có nghe thấy chat GPT không? Đấy, chat GPT là một cái trí tuệ nhân tạo, nhưng nó không thể làm ra như thế này. Chứ đây chính là cái giá trị mà trường tồn, mà con người, chỉ có người mới làm được thôi. Còn máy móc thì trí tuệ nhân tạo không thể làm được ra những tác phẩm bonsai như này. Đấy, đấy là cái mà chúng ta cần nên bảo tồn nó. Còn chat GPT thì nó chỉ là một con AI, một con bot thôi. Nó không thể nào mà biết cảm nhận được cái đẹp như thế này đâu. Thì anh em nghĩ yên tâm, mặc dù sau này có thể là chat GPT nó sẽ lên một cái tầm cao mới, nhưng nó sẽ không thể đuổi kịp được trí tuệ của chúng ta, cái sự cảm nhận của chúng ta. Đó. Và đây là cái tùng mà tôi muốn giới thiệu đến anh em trong ngày hôm nay.